Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần đề cập đến quyền lực và trách nhiệm gắn với quyền lực đó để nhắc nhở cán bộ, người có chức có quyền về vai trò của cá nhân nếu để xảy ra tham nhũng tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách. Các quy định về giao quyền và sử dụng quyền ngày càng chặt chẽ, cụ thể hơn, tạo bước tiến trong việc cá thể hóa trách nhiệm, tránh tình trạng đá bóng khi phát hiện sai phạm. Và sau đây là ghi nhận tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Phường Đồng Nguyên là đơn vị được xác định đã buông lỏng công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài chính, tự ý chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi. Ban Thường vụ Thành ủy Từ Sơn đã tiến hành kỷ luật tập thể Đảng ủy phường cùng đồng chí Bí thư Đảng ủy, cách chức người trực tiếp phụ trách lĩnh vực trên là đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và cán bộ địa chính phường. Làm thì có khuyết điểm, nhưng mà khuyết điểm mà đến nỗi vi phạm pháp luật thì đó là một cái điều không lên thì phải. Hoàn toàn nhất trí với lại quan điểm về kỷ luật đối với đảng viên của đảng cũng như của nhà nước. Đó là người sai là phải xử phạt, phải kỷ luật nghiêm minh. Thế cho nên là cái việc này thì làm cho là nhân dân cũng rất tin tưởng. Việc phân định rõ trách nhiệm của cá nhân và tập thể khi để sai phạm xảy ra trên địa bàn trong lĩnh vực mình quản lý đã được áp dụng trong toàn đảng bộ thành phố Từ Sơn, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên hiểu rõ về hành vi và vai trò của mình trong từng sai phạm để chịu trách nhiệm. Thì từ tập thể dẫn đến cá nhân và từ cá nhân dẫn đến tập thể, cả hai cái chúng ta đều phải xem xét cho nó thấu tình đạt lý mà xử lý, phân tích để cho người được kiểm tra cũng chủ thể kiểm tra đều vui vẻ, họ cảm thấy thoải mái và nhận người ta cái quan điểm nhất cần thiết nhất là đảng viên phải nhận thức được đấy là cái sai và đấy là trách nhiệm của mình đối với công việc của mình và cái trách nhiệm của mình để nhận ra cái sai lầm đấy để sửa chữa khuyết điểm đấy. Có thể thấy cá thể hóa trách nhiệm đồng nghĩa với việc trao quyền hạn một cách thực chất để không thể đùn đẩy trách nhiệm. Cán bộ đảng viên rất là đồng tình trong cái việc mà chỉ đạo kiểm tra kịp thời cũng như là xử lý đúng người đúng tội. Tất cả những các cái trường hợp mà thi hành kỷ luật thì đều không có khiếu nại về kỷ luật đảng. Đảng viên là tâm phục khẩu phục. Cá nhân vi phạm thì có trách nhiệm của tổ chức và tổ chức vi phạm thì có trách nhiệm của cá nhân và nhất là trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng có vi phạm. Quy trình thủ tục được thực hiện rất là chặt chẽ và làm rõ cái trách nhiệm của từng tập thể, từng cá nhân vi phạm và thi hành kỷ luật theo thẩm quyền. Làm tốt được điều này sẽ giúp cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, có tinh thần tự giác cao, sẵn sàng nhận khuyết điểm để sửa chữa.